Chào cả nhà, hôm nay mình tiếp tục nghe với cả nhà một tập viết của bộ tiểu học handout. Thì mình mới hoàn tất hai level starter và level 1. Mình thấy bộ này hay lắm và mình cũng rất muốn giới thiệu với cả nhà, đặc biệt là hình ảnh rất là dễ thương, kiểu hình chibi kỳ dễ thương. Và mỗi một unit tôi thấy là nó có nhiều lesson phân chia. Ví dụ như lesson 1 nó có quạt này, lesson 2 nó có grandma này, cũng khá là dễ học. Có phần speaking, có những cái mẫu câu riêng biệt, là phần mở rộng và spam. Thì phần này nó đầy đủ luôn, phonic này nó gom với tất cả những yếu tố lại với nhau. Thì ra một sơ cơ này lớp 1 họ mới học được, hoặc là những bé chúng tôi ở lớp 1 mới học được. Mình làm file sách và mình sẽ tặng các bạn itool. Bạn nào mua ủng hộ mình thì có thể mua file sách PDF viết về tự tin, hoặc là mua sách in màu bên mình. Các bạn có hai cách để mua, nào cũng được. Và hình thức mua là chuyển khoản và mình sẽ gửi các bạn qua mail để các bạn sử dụng level 1. Jingle bells, jingle bells, jingle bells.